Quý vị, nếu ngày hôm nay chúng ta học trong Ê-sai đoạn 55 từ câu 8 đến câu 9 làm câu gốc là nền tảng. Kinh Thánh chép như thế này: Đức Giê-hô-va phán ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi cũng chẳng phải đường lối của ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, vì ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi là bấy nhiêu. Người ta lấy cái tâm trí, lấy cái nhận xét của một con người thì đánh giá không thể nào hiểu thấu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Quý vị, có nhiều người nói ông này là người kính sợ Chúa, ông này là làm một cái nhiệm kỳ tổng thống là huy hoàng hơn hết, ông làm rất là được nhiều việc hơn hết, nổi trội hơn hết, kính sợ Chúa hơn hết, mà tại sao khi ông bắt đầu muốn có một nhiệm kỳ thứ hai thì gặp khó khăn như thế? Có nhiều người nói rằng ô, Đức Chúa Trời sao không phù hộ ông, Đức Chúa Trời của ông ở đâu, mà tại sao để cho và tất cả giặc trong giặc ngoài rồi đủ thứ hết, tất cả những cái thế lực mạnh nhất bây giờ quay lưng ra khỏi đời sống ông, và tôi vẫn không bỏ cuộc. Quý vị, nếu hãy lưu ý một điều nè, nếu mà ý muốn của Chúa là muốn cho một người đầy tớ của Chúa, cho một người yêu mến Chúa, cho người trông cậy Chúa hoàn toàn, mỗi sáng sớm đều có sự trông cậy Chúa rồi, tất cả mọi sự đều trông cậy vào sự vận hành của Chúa rồi. Nếu mà muốn nhiệm kỳ thứ hai, đúng không, thì rất là dễ, và chúng ta sẽ không thấy được một đương kim tổng thống nghị lực đến mức độ nào, khôn ngoan đến mức độ nào, và tà và ác nó không rõ ràng ở mức độ nào. Amen không ạ? Amen không ạ? Đến ngày hôm nay chúng ta thấy điều bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chúng ta thấy một tổng thống làm rất là được việc, nhưng mà thế giới tăm tối vẫn tấn công te tua luôn. Chúng ta thấy những cái cuộc đời như vậy, chúng ta nghĩ là cuộc đời của mình là ai. Chúng ta có một hơi chút xíu thôi, chúng ta có hơi ơn một chút xíu hơn người khác thôi thì gạch đá không thiếu đâu quý vị. Amen không ạ? Chúng ta, nếu mà đời sống chúng ta thấp hèn thì bị xem thường, chúng ta dở hơi thì chúng ta cũng bị xem thường. Nhưng mà nó dễ sống hơn là khi chúng ta trội hơn. Khi chúng ta trội hơn là không phải một thế lực thù địch mà rất là nhiều thế lực thù địch chúng ta. Cho nên chúng ta thấy cái gương của Tổng thống Mỹ đương kim bây giờ, bây giờ ông vẫn còn đương kim mà chưa có bỏ, chưa có từ chức đâu, đúng không? Chúng ta thấy, chúng ta hiểu được cuộc đời này nó khốc liệt như thế nào. Có nghĩa là tất cả những người mà chúng ta tin rằng sẽ ủng hộ ông, chúng ta tin rằng tất cả những cái kế hoạch, cái nước cờ mà ông đi, trong đó có những điều giống như là tối cao pháp viện hoặc là những cái chức vụ để mà ủng hộ ông, nhưng mà đến phút cuối cùng quay lưng hết. Bắt đầu chúng ta mới thấy sự khôn ngoan của ông, chúng ta mới thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bày tỏ qua ông rất là rõ ràng. Amen không ạ? Cuộc đời chúng ta cũng vậy quý vị. Khi chúng ta bị hà hiếp, khi bị ganh tị, khi bị sách nhiễu làm điều gì đó, chúng ta hãy bình tĩnh. Càng bình tĩnh càng hạ mình xuống, để rồi Đức Chúa Trời nâng chúng ta lên. Amen. Quý vị, khi một cái câu bình luận thôi, tôi biết tôi đang bị ganh tị. Một câu bình luận thôi, cho dầu người đó giấu như thế nào đó, tôi cũng đang biết, đã biết tôi đang bị ganh tị. Và tôi nói là Chúa ơi, hãy gìn giữ con. Chúa gìn giữ con, lãnh đạo cao nhất Hội Thánh gìn giữ con chả sợ điều gì hết. Và bắt đầu làm việc thôi quý vị. Thà là chúng ta bị ganh tị còn hơn là chúng ta bị xem thường. Vì khi chúng ta bị ganh tị chúng ta không bao giờ muốn bị ganh tị đâu quý vị. Ông đương kim Tổng thống Mỹ có muốn hay không? Không bao giờ muốn. Nhưng mà vì ông ở một cái vị trí ý tưởng của Chúa cao hơn ý tưởng của một loài người, và chương trình của Chúa cũng cao hơn mà cái gì con người đã đón ra. Cho nên bài học ngày hôm nay chúng ta biết một điều: con người thường xét một cái nguyên tắc của con người cái lý trí của con người để xét đoán Đức Chúa Trời hoàn toàn là sai hết. Quý vị, nếu mà cho dầu chúng ta không bởi Chúa mặc khải, cho dầu chúng ta là một cử nhân, là sau đại học, học xong đại học, cho dầu chúng ta là thạc sĩ, cho dầu là chúng ta là một tiến sĩ đi nữa, cho dầu chúng ta là một nhà khoa học đi nữa, nhưng không có sự mặc khải của Chúa Trời, chúng ta sẽ mù tịt và chả biết gì về đường lối của Đức Chúa Trời hết. Amen. Amen. Rồi là một cơ đốc nhân, chúng ta có khi nào bị mờ mịt như người khác không ạ? Là một cơ đốc nhân, có những lúc chúng ta cũng bị mất đi phương hướng mà Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta. Tôi nói rằng ý muốn của Đức Chúa Trời và chương trình của Đức Chúa Trời một con người không thể nào hiểu thấu, có nghĩa là không thể nào hiểu hết một Đức Chúa Trời, có nghĩa là không thể nào hiểu hết cái chương trình của Ngài, chứ không phải là không hiểu. Nếu chúng ta là một cơ đốc nhân mà chúng ta không hiểu đường lối Trời thì chúng ta không thể nào sống đẹp lòng Ngài được. Amen không quý vị? Và tôi cũng như quý vị tôi cho dù tôi là một mục sư, là một người trang bày, nhưng tôi vẫn là một con người hữu hạn. Tôi không thể nào hiểu biết hết được chương trình của Đức Chúa Trời. Tôi cũng không hiểu thấu nổi được ý tưởng của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi sẽ có một bí quyết để tôi sống và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Quý vị muốn biết không ạ? Tôi nhắc lại, ý tưởng của Đức Chúa Trời với cái trí hiểu hữu hạn của một con người, không bao giờ chúng ta hiểu hết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và chương trình của Chúa cũng vậy. Chúng ta không thể nào hiểu hết được chương trình của Chúa, nhưng không phải là chúng ta không hiểu phần nào. Vì nếu chúng ta là một cơ đốc nhân mà chúng ta không hiểu được chương trình của Chúa, chúng ta đi đâu? Chúng ta không hiểu được ý tưởng của Chúa, chúng ta sống làm sao được? Cho nên tôi có những kinh nghiệm tôi sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhờ Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Ngày xưa Chúa dẫn dân sự của Chúa bằng các quan xét. Thời Cựu Ước đó quý vị, các vua, các quan xét và nhà tiên tri muốn điều khiển dân Chúa bằng cách nào, bằng cái điều chi đó thì Chúa sẽ dùng những người đấy. Thậm chí khi Chúa Ngài giải phóng con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập thì Ngài dùng cụm lửa và cụm mây để dẫn dắt dân sự Chúa đi qua đồng vắng. Còn bây giờ chúng ta không thể nào chờ những cái cụm lửa được. Chúng ta không thể nào đó. Chúng ta đọc Kinh Thánh thấy Chúa Ngài cho Môi-se rẽ biển đỏ thì bây giờ chúng ta sẽ rẽ biển đỏ. Chúa cho con dân Chúa cái sự dẫn dắt bằng cụm mây và cụm lửa. Bây giờ mình ngồi chờ cụm mây, cụm lửa sẽ không bao giờ có đâu quý vị. Thời Cựu Ước hoàn toàn khác với thời Tân Ước. Thế thì bây giờ Chúa dẫn dắt dân sự Chúa bằng gì ạ? Bây giờ chúng ta là dân sự Chúa. Lúc Cựu Ước dân Israel là dân sự của Chúa, nhưng từ khi Phaolô đã đem tin lành ra dân ngoại, chính là chúng ta, và chúng ta vẫn là dân sự của Đức Chúa Trời. Thế thì dân sự của Chúa thời này được dẫn dắt bằng gì? Thứ nhất, amen, thứ nhất mà tôi kinh nghiệm được đó là Đức Thánh Linh. Roma đoạn 8 câu 14 cho chúng ta biết điều này. Roma đoạn 8 câu 14 Kinh Thánh chép như thế này: vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là ai là con của Đức Chúa Trời thì sẽ được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Ở đây ai là con của Đức Chúa Trời? Ồ, sao gan à? Nghe nói cô Chính bỏ tay xuống. Tất cả đều là con Đức Chúa Trời. Amen không ạ? À? Amen không ạ? À? Quý vị ơi, kể cả những người đang say rượu ngoài lộ là con ai ạ? À? Những người còn đang ở trong trại giam là con ai ạ? À? Chắc không ạ? À? Một cha sinh ra còn được, một mẹ sinh ra theo Đức Chúa Trời mẹ luôn ạ. À. Quý ơi, tất cả những người còn đang yếu đuối, còn đang sống ở trong bóng tối tội lỗi, họ vẫn là con của Đức Chúa Trời. Vì sao ạ? Vì họ được Đức Chúa Trời tạo nên. từ Adam ra tất cả loài người trên đất này, từ Adam tất cả các nước. Không phải một mình chúng ta là con Đức Chúa Trời đâu quý vị. Nhưng có một điều đó là chúng ta là những người con đã quay trở lại nhà cha mình. Amen không ạ? Là những người con đã quay trở lại, bước trở lại nhà cha của mình. Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều: ai tin Đức Chúa Trời, ai tin Chúa Giêsu Christ thì tội lỗi đã được tha. Và chúng ta là những người đã được sống trở lại phần tâm linh. Chúng ta được phục hồi là con cái Đức Chúa Trời. Mà con cái Đức Chúa Trời, Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là Đức Thánh Linh dẫn dắt. Amen chưa ạ? Amen. Chúng ta có Đức Thánh Linh dẫn dắt chưa? Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, hãy lưu ý, sẽ có Đức Thánh Linh dẫn dắt. Nhưng mà tại sao có những lúc chúng ta vấp ngã? Không phải vấp ngã một lần mà rồi 2 lần, rồi 3 lần, rồi 5 lần, thêm 7 lượt nữa. 5 lần 7 lượt. Tại sao? Vì chúng ta sống không xứng đáng, không đúng với một vai trò là con cái Đức Chúa Trời. Thái độ sống và cách sống chúng ta không phải là con Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Amen không ạ? Thế thì Chúa để cho ma quỷ nó tiếp tục làm chủ cuộc đời chúng ta, để chúng ta ăn năn. Chúng ta thấy câu chuyện của anh Tuấn mình không ạ? Cho kể ha. Anh Tuấn cho kể ha, anh Tuấn. Hả? Cho không? Quý vị ơi, lần đầu tiên anh Tuấn đến đây, anh Tuấn không muốn ở đây. Anh Tuấn nói bây giờ chưa đến lúc, đủ cách hết. Anh Tuấn thoát ra khỏi chỗ này. Quý vị biết anh Tuấn trở lại công viên ngày ấy được mấy ngày cô Chính? Được 1 tuần thôi. Ở nhà mẹ cũng không có chịu thua đâu, gào khóc với Chúa, kêu cầu Chúa ơi cứu con trai tôi. Bắt đầu Chúa làm gì ạ? Chúa hành động. Chúa hành động không phải là Chúa cho một cái người đến rồi kè anh này về dỗ dành anh này, ngoan đi con, về nhà, về chỗ này được giải cứu hay hoặc gì. Nhưng mà Chúa làm như thế nào ạ? Chúa cho người ta đánh tét đầu. Đúng không anh? Tét đầu luôn. Và cướp luôn, đánh tét đầu đổ máu rồi cướp luôn quần áo nữa. Đánh tét đầu đổ máu rồi cướp luôn quần áo nữa. Thử coi có còn ở công viên được hay không. Có những lúc Chúa Ngài dùng hoàn cảnh để Ngài ép chúng ta trở lại làm con dân yêu dấu của Ngài. Amen không ạ? Yếu dữ vậy. Amen không anh Tấn? Hả? Không amen à? Quý vị ơi, có những điều mà chúng ta không hiểu cách Chúa làm, nhưng mà khi mà chúng ta kinh nghiệm được ở trong đường lối của Chúa, chúng ta biết được rằng Chúa không muốn để cho ai hư mất hết. Người thì Chúa sẽ dùng lời của Chúa hoặc là Đức Thánh Linh dẫn dắt, mà người đó ăn năn tội, người đó quay đầu là bờ. Đúng không ạ? Người đó thức tỉnh sớm thì Chúa không bao giờ đánh đòn đâu quý vị. Tôi cũng từng bị Chúa đánh đòn rất là đau, cho nên tôi bây giờ mới ngoan, chứ không dễ gì tôi ngoan đâu. Quý vị hiểu không ạ? Cuộc sống chúng ta Chúa Ngài dẫn dắt chính lời của Ngài. Và có khi mà chúng ta cứng đầu cứng cổ, Chúa sẽ dùng hoàn cảnh để ép chúng ta, giống như người cha đánh đòn người con, bắt buộc phải ngoan. Và chúng ta phải ngoan thôi. Nếu mà chúng ta không ngoan thì sao ạ? Thì Chúa sẽ đánh đòn nặng hơn. Galatia đoạn 5 câu 16: vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Ví dụ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời sẽ được Đức Thánh Linh dẫn dắt, nhưng mà điều quan trọng hơn nữa đó là chúng ta có bước theo Thánh Linh hay không, hay là chúng ta là con cái Đức Chúa Trời mà chúng ta vẫn bước theo xác thịt. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 19 câu 24: họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy đâu. Chúng ta là những người đã có Đấng Christ thì chúng ta chẳng phải như vậy đâu quý vị. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật ở trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là người hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Chúng ta bước theo Đức Thánh Linh và chúng ta không còn bước theo xác thịt nữa. Bước theo xác thịt và làm trọn xác thịt là gì ạ? Có nghĩa là chúng ta chiều theo tư dục dỗ dành và chúng ta tiếp tục sống ở trong bóng tối. Ngày hôm nay tôi không phải chia sẻ vấn đề người cho những người mới, những người chưa tin Chúa quý vị. Nhưng mà tôi chia sẻ thường nhắc nhở chính đời sống tôi và những bạn trẻ nữa, những bạn trẻ cơ đốc nữa. Vì nhiều người yếu đuối, nhiều người cái cách sống chỉ khi mà nói cái người đó là con của cô đó, con của chị đó là theo Chúa rồi thì người ta biết, người ta mới biết đó là con dân của Chúa. Và nếu không thì thấy cái thái độ sống, cái cách sống và nhân cách thì người ta không biết đó là con cái Đức Chúa Trời. Cho nên thời gian gần đây chúng ta thấy cơ đốc nhân tràn nhiều ra chứ không phải ít đâu quý vị. Có nhiều người than khóc rồi, Chúa ơi hãy thương xót trên bao nhiêu triệu? 90 triệu dân Việt Nam con. Rồi cách đây 10 năm cũng nói là thương xót 90 triệu dân, đúng không? 90 triệu đúng không? Dân Việt Nam chúng con. Và nay là cách 10 năm sau vẫn thương xót 90. Có nghĩa là giống như không ai tin Chúa hết rồi. Quý vị ơi, rất là nhiều người tin Chúa rồi. Qua các cái hệ thống thông tin, qua các hội thánh, nhiều hệ phái, người ta đã ráo riết làm chứng. Và những nhà truyền giáo vĩ đại và đầy ơn Chúa, người ta đã làm chứng hình gần như là khắp đất nước Việt Nam đều biết đến Tin Lành. Vấn đề quan trọng nhất là cơ đốc nhân nhiều, ngày càng nhiều, nhưng mà cái sự vinh quang của Chúa không được tỏ ra từ cơ đốc nhân. Bắt đầu chúng ta hãy lưu ý, giá trị của cơ đốc nhân sẽ giảm xuống. Và khi giá trị của cơ đốc nhân giảm xuống thì thanh niên sẽ bắt đầu không chạy đến tìm sự vinh quang của Chúa, bắt đầu trở lại con đường tầm tối như cũ. Chúng ta hết sức là quan trọng vấn đề này. Chúng ta đánh giá bao nhiêu phần trăm thanh niên là cơ đốc nhân mạnh mẽ, hầu việc Chúa. Chúng ta phải dám nhìn sự thật thì chúng ta mới thoát được những nan đề và những thất bại. Bao nhiêu phần trăm cơ đốc nhân làm đẹp lòng Chúa? Quý vị ơi, không phải là những mục sư, những nhân sự là phải sống đẹp lòng Chúa đâu quý vị. Là cơ đốc nhân, là những người đã chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta nên sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lớp người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Chúng ta bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Tư dục là gì? Có nghĩa là những ý muốn xác thịt mà chính con người xác thịt mình luôn luôn có một cái xu thế dẫn dắt chúng ta phạm tội, dẫn dắt chúng ta sống ở trong bóng tối, dẫn dắt chúng ta làm những điều mà Đức Chúa Trời không muốn bao giờ hết. Câu 23, mà phải làm nên mới ở trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Đó là hình mẫu của một cơ đốc nhân đó quý vị. Amen không ạ? À? Tôi giảng chung chứ không giảng riêng cho ai nha, sao căng thẳng thế? Nói về tội lỗi. Và giảng về tội lỗi mà ai cũng căng thẳng thấy hồi hộp. Chúng ta biết mặc lấy con người mới chưa? Bỏ con người cũ mình mới mặc lấy con người mới được. Muốn mặc được cái áo mới này tôi không thể nào tôi mặc cái áo cũ rồi tôi trồng cái áo mới này vào được, gọi là con người mới. Không được đâu quý vị. Chúng ta muốn mặc cái áo mới sạch sẽ thì chúng ta phải lột bỏ cái áo đã cũ, đã dơ ra thì chúng ta mới là sạch sẽ một cái áo mới được. Chúng ta không thể nào trồng vào được. Chúng ta không thể nào lấy cái bề mặt ở ngoài là cơ đốc nhân nhưng mà đời sống chúng ta nó cũ nhèm là không được quý vị. Chúng ta sống không phải là chúng ta sống cho chúng ta nữa, nhưng mà sống cho ai ạ? Chúng ta phải sống cho Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã vì tội lỗi chúng ta, Ngài chịu chết để chuộc lại đời sống chúng ta. Chúng ta phải bày tỏ sự vinh hiển của Chúa trên đời sống chúng ta. Đó là chúng ta trả ơn cho Chúa Giêsu Christ. Amen không ạ? Một điều thứ nhất mà tôi mới vừa làm chứng cho quý vị là thứ nhất là người Cơ Đốc nhân phải đi theo và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, vì chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Con cái Đức Chúa Trời sẽ được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta bước theo Đức Thánh Linh hay là bước theo xác thịt như là cũ. Nếu chúng ta không bước theo Đức Thánh Linh thì chúng ta vẫn như những con người cũ thôi, mà thậm chí chúng ta sẽ tệ hơn đấy. Chúng ta sẽ tệ hơn. Và Chúa làm gì ạ? Chúa muốn cho chúng ta tệ hơn để chúng ta ăn năn mà quay lại làm một Cơ Đốc nhân thật. Nếu mà chúng ta sống mà ngoài ý muốn của Chúa, chúng ta sống mà không đẹp lòng Đức Chúa Trời, mà chúng ta đều được phước hết, thì quý vị ơi, tôi cũng không theo Chúa nữa làm gì. Có một người nói là: Chú ơi, Thầy ơi, con bây giờ sao mà nợ nó ngập đầu, và cái hết cái này tới cái khác. Tôi nói một câu: Con à, nếu con cách sống con như vậy đó, trong một tháng qua con sống cái kiểu như vậy đó mà con được phước á, chú sẽ bỏ Chúa, vì không có Chúa. Quý vị hiểu chưa? Quý vị hiểu chưa? Mà con sống đầy thế gian, con sống tội lỗi, con sống đời sống cũ con như vậy, Chúa mới cất đi ơn phước, Chúa mới đem nan đề đến cho con. Chú lại tin là có Chúa nhiều hơn nữa. Quý vị hiểu chưa? Chúng ta tin rằng Chúa hiện hữu, và khi chúng ta làm điều gì Chúa cũng biết hết. Chúng ta không cần nói đâu quý vị, Chúa biết hết chúng ta sống như thế nào. Loài người thì nhìn bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn đâu ạ? Một điều thứ hai nữa, đó là chúng ta có cơ hội, có điều kiện để Chúa dẫn dắt. Cho dù chúng ta không hiểu được hết Chúa, vì con người chúng ta là một vật hữu hạn. Đức Chúa Trời vô hạn, Ngài là thần linh, chúng ta không hiểu hết được. Nhưng khi Chúa Ngài có cách tỏ chúng ta, thứ nhất là Đức Thánh Linh, thứ hai là gì ạ? Có ai biết điều gì không? Kinh Thánh. Trong Giăng 16 câu 13: Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ngài cho chúng ta biết những cái điều gì nó sắp xảy đến chúng ta, vì căn cứ vào Kinh Thánh chúng ta sống như ở, nhất là ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 đó. Chúng ta đọc đoạn 28 của Phục Truyền Luật Lệ Ký, chúng ta sẽ biết được ý muốn của Chúa đối với những người làm theo và những người không làm theo như thế nào. Mới đầu Chúa Kinh Thánh chép là: Nếu các ngươi làm theo điều ta phán thì các ngươi ở đằng đầu cũng chứ không phải ở đằng đuôi. Cái thùng nhồi bột trong nhà luôn luôn đầy. Tóm lại là rất là nhiều lời hứa rất là tuyệt vời, nhưng qua ở giữa đoạn trở đi về sau, Chúa dùng cái chữ nhưng: Nếu các ngươi không làm theo thì các ngươi sẽ bị rủa xả. Quý vị, cái rủa xả còn nhiều hơn là nhận ơn phước nữa. Hãy nhớ nè, Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, nhưng Ngài vẫn là đấng thành tín. Thành tín có nghĩa là Ngài nói điều gì là Ngài sẽ làm điều đó. Ngài nói chúng ta làm ơn thì chúng ta sẽ được ơn. Chúng ta làm đầy tớ tốt thì Chúa Ngài ban ơn cho chúng ta. Nếu chúng ta sống ngoài ý muốn của Ngài, Chúa không thể nào ban thưởng chúng ta được. Và nhiều người đọc Kinh Thánh mà không hiểu, nhiều người nghe giảng cũng không hiểu nữa, mà chính Chúa dùng Kinh Thánh để bày tỏ, để dẫn dắt dân sự của Chúa. Nhưng mà nhiều người nghe không hiểu, nhiều người đọc cũng không biết, nhiều giáo sư giảng cũng không vào. Đó là gì ạ? Đó là thần lẽ thật chưa đến với đời sống của người đó. Đó là Đức Thánh Linh đó quý vị. Một người theo Chúa mà không có Đức Thánh Linh thê thảm lắm quý vị. Thật sự luôn đó. Thứ nhất, nếu mà không có Đức Thánh Linh thì năng quyền biến đổi chúng ta không có. Chúng ta vẫn cũ nhèm, u như kỹ là y như cũ. Nếu chúng ta cũng không có một cái năng lực nào trong sự chữa lành hết. Trong sự cầu nguyện chúng ta cũng không có nữa. Và hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời cũng không hiểu gì luôn đó quý vị, tin không ạ? Có nhiều người đọc Kinh Thánh buông ra mấy năm không hiểu gì hết. Người đó nói rằng ma quỷ tấn công. Quý vị ơi, khi mà Đức Chúa Trời, khi mà Chúa Thánh Linh chưa có cai trị, có nghĩa là quản trị cuộc đời của người đó liên tục, thì chúng ta sẽ không biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Bắt đầu chúng ta sống và xét đoán và tìm hiểu Đức Chúa Trời bằng lý trí một con người bình thường, và chúng ta không hiểu gì hết. Rồi bắt đầu trở lại câu Kinh Thánh Ê-sai mà chúng ta đã đọc làm câu gốc đó, ý tưởng của Chúa như thế nào. Có nghĩa là tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của Chúa cao hơn ý tưởng của chúng ta là bấy nhiêu. Nhưng mà khi có Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời ở trên chúng ta, thì những ý tưởng của Chúa chúng ta có thể hiểu được. Chính Chúa bày tỏ cho chúng ta phải sống như thế nào. Amen không ạ? Rồi một cái điều thứ ba mà tôi kinh nghiệm được nữa. Điều thứ nhất tôi kinh nghiệm là gì? Là bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Kinh nghiệm điều thứ hai đó là bởi lời Đức Chúa Trời, tôi biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của tôi. Cái điều thứ ba nữa, những cơ đốc nhân hãy có một kinh nghiệm. Đó cho dầu chúng ta đang làm theo lời Chúa, chúng ta đang sống cho Chúa, chúng ta hầu việc Chúa tối ngày, nhưng mà nan đề xảy đến, chúng ta đừng run sợ. Vì mọi sự hiệp lại đều có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tôi nói bây giờ Tổng thống Donald Trump, ông bây giờ gặp hoạn nạn khủng khiếp, mà không biết đến ngày 20 tháng 1 này ông có giữ được cái chức tổng thống hay là không. Nhưng quý vị ơi, qua cái sự thử thách, qua cái sóng gió lần này, chúng ta thấy cái sự vinh quang của Chúa ở trên ông rất là rõ ràng. Amen không ạ? Quý vị biết không, hàng triệu dân ủng hộ ông nhiều hơn. Nếu mà ông nhận một nhiệm kỳ thứ hai quá suôn sẻ, thì chúng ta sẽ chưa thấy được cái sự ủng hộ, cái sự mến mộ của người dân đối với ông như thế nào. Cho dù ông không có nắm được một cái nhiệm kỳ thứ hai, nhưng mà ông quá tuyệt vời rồi quý vị. Cái sự nể trọng, cái sự ái mộ của dân Mỹ, mà không phải dân Mỹ không, mà hình như cả thế giới, ngoài những người sống ở trong bóng tối. Quý vị hiểu không? Những người thích sống ở trong bóng tối, những người móc ngoặt, những người mà giống như là sống làm theo những cái điều ác, những người thích phá thai, những người thích những cái tệ nạn xã hội, những người thích những đời sống mà xa đọa đó, không ủng hộ ông thôi. Vì ông là cái người Chúa dùng đứng lên để triệt phá, dẹp bỏ những điều đó. Amen không ạ? Quý vị biết những cái thời tổng thống kia, người ta cũng đặt tay lên Kinh Thánh để người ta hứa nguyện đó quý vị. Nhưng mà họ sống hoàn toàn khác với những điều mà họ làm. Họ chấp nhận cho luật phá thai, họ chấp nhận cho luật đồng tính. Và họ lấy cái tiền, họ đóng thuế cái tiền của hội thánh, các cái tôn giáo, để họ dùng cái tiền quỹ ủng hộ cái nạn phá thai. Quý vị thấy, nó làm nghịch lại Kinh Thánh mà làm những điều ác nữa quý vị. Nhưng mà đương kim tổng thống bây giờ lên hoàn toàn là khác hết. Làm theo ý muốn Đức Chúa Trời một cách rõ ràng. Kể cả ở trong Nhà Trắng, là cái nơi mà tổng thống ở đó, là có một cái phòng để học Kinh Thánh nữa. Không có một đời tổng thống nào như thế. Quý vị thấy ông rất là tuyệt vời, ông là cái người Chúa yêu và Chúa dùng ông. Nhưng mà khi mà một nhiệm kỳ thứ hai, chúng ta thấy rất là khó khăn. Mà từ cái khó khăn này, chúng ta mới thấy rõ ràng một người yêu mến Chúa. Chúng ta mới thấy rõ ràng người dân ủng hộ ông đến mức độ nào. Chứ nếu mà ông nhận quá dễ dàng, chúng ta chưa thấy những cái điều mà Chúa bày tỏ sự vinh quang qua đời sống của ông. Cho nên tôi kinh nghiệm thêm một điều nữa ở trong Roma đoạn 8 câu 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho ai à? Cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự hiệp lại có nghĩa tất cả mọi điều thuận, mọi điều nghịch đều có lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta cũng vậy đó quý vị. Có những lúc chúng ta đối diện với thử thách. Có những lúc cô chính thấy con mình bị đánh te tua tơi tả, đầu tét bét như vậy đó, đúng không? Đồ thì cướp giật hết. Rồi cô chính chắc chắn nghĩ trong lòng, Chúa ơi, con yêu mến Ngài, con trông cậy Ngài cho đến cuối cùng mà. Con vẫn hàng đêm con thức, con canh, con cầu nguyện kêu cầu Ngài, mà tại sao Chúa để cho con trai con bị người ta hà hiếp, đánh ở mức độ vậy? Quý vị ơi, nếu mà không có trận đòn đó thì anh chàng này chưa có đầu phục Chúa trở lại đâu. Amen không ạ? Amen không ạ? Vì Cái sự kính sợ và yêu mến Đức Chúa Trời của cô chính, Chúa đẹp lòng Ngài đáp lời. Nên những cái điều mà chúng ta không hiểu được ý muốn của Chúa, nhưng chúng ta phải nắm vững một điều: nếu mà chúng ta là người kính sợ Đức Chúa Trời, cho dầu hoàn cảnh nào cũng đem lại có lợi cho chức vụ và đời sống của chúng ta. Thường thường tôi kể một câu chuyện, tôi đã kể rồi, nhưng mà có một số người sẽ chưa nghe tôi kể lại vấn đề mọi sự hiệp lại đều có ích cho Đức Chúa Trời. Có một nhà truyền giáo, ông khi mà ông ra trường, ông học trường thần học xong, ông ra trường, ông không đứng ở trong một cái nhà thờ để ông giảng dạy, nhưng mà ông đi ra truyền giáo. Học 4 năm thần học rồi ra đi truyền giáo, rất là năng nổ. Nhưng mà thời đó bắt bớ rất là nhiều. Đùng một cái ông bị bắt. Ông làm chứng được mấy chục người, ông rất là mừng rỡ. Tạ ơn Chúa vì con không có làm phỉ lòng Ngài, làm uổng công Ngài cứu chuộc con rất là hãnh diện, con rất là vui mừng vì cớ Ngài dùng con trong công việc truyền giáo mà con rất là thích. Đùng một cái ông bị bắt. Ông bị bắt giam. Thời bấy giờ ai mà lang thang ở ngoài truyền giáo là bị bắt vô hết. Nhưng mà truyền giáo bị bắt vào thì 1-2 tuần cảnh cáo rồi nhổ cỏ rồi cho ra, chứ không có quy định cái tội truyền giáo là tội gì hết. Nhưng có một điều là ông ở tù đến 3 năm mà không ai đụng tới ông hết. Vì sao ạ? Vì họ bỏ quên ông ở trong tù. Cứ sáng ông theo đoàn người đi ra làm cỏ, chiều vào. 3 năm trời dài đăng đẳng như vậy, bắt đầu ông cầu nguyện. Ông khóc lóc với Chúa: Chúa ơi, Ngài không thể nào để con ở trong cái ngục này được. Làm sao con cứu người ta được? Ở ngoài hàng ngàn, hàng triệu người, linh hồn sắp chuẩn bị đùa xuống quả ngục. Tại sao con là người khao khát đi làm chứng nhân cho Ngài, Ngài lại để cho con ở trong ngục này? Con sẽ lên kế hoạch, con sẽ vượt ngục đấy. Quý vị biết không? Ông cầu nguyện thêm 3 ngày 3 đêm nữa. Ông khóc lóc với Chúa, ông cầu nguyện. Đủ rồi ông bắt đầu ông thực hiện kế hoạch. Có một lần ông đi mần cỏ, ông chĩa được một cái chôm chĩa, có nghĩa là lấy, từ miền Nam biết, ở đây biết không? Là lấy được một cái nón lá của một người phụ nữ. Bắt đầu ông thực hiện cái kế hoạch ông đó. Đó là lợi dụng trong lúc làm cỏ thì ông sẽ lẻn ra ngoài, ông trốn với cái nón lá đội sụp sụp. Quý vị ơi, bắt đầu tới giờ hành động, ông nói rằng: Chúa ơi, đến giờ con hành động đó, xin Chúa che con mắt của cai ngục lại, xin Chúa che con mắt của quản giáo lại, đừng để ông nhìn thấy con sẽ thoát ra chỗ này đó. Bắt đầu nghe Chúa. Ông cầu nguyện xong, ông thấy trong lòng rất là dạn dĩ, trong lòng rất là bình an. Bắt đầu ông bước ra ngoài, ông đi. Quý vị ơi, tạ ơn Chúa, ông ra được khỏi cổng rồi. Tạ ơn Chúa, không ai nhìn thấy hết. Bắt đầu ông rảo bước thật là nhanh, thật là nhanh. Ông đi được khoảng chừng 500 mét, bụng ông đói quá. Ông còn nhét ở trong lai quần ông 5.000 đồng. Rồi lúc bây giờ 5.000 đồng nó vừa đủ một tô hủ tiếu đặc biệt. Quý vị biết ông cầu nguyện như thế nào không? Chúa ơi, con đói lắm rồi, nếu mà con đói như vậy thì con không thể nào đi xa được, và cái đám đó nó sẽ bắt con lại. Con bây giờ xin Chúa cho con được ăn no bụng. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã che mắt những lại quản lý ở trại giam, cho nên con thoát ra đến nơi đây, là con bây giờ con ăn nghe Chúa. Bắt đầu ông vô, ông quyết định ông vào một cái quán hủ tiếu ngon nhất. Ông kêu một tô phở, ông hỏi giá chắc chắn là đúng 5.000. Cho tôi một tô hủ tiếu 5.000. Ngồi, tạ ơn Chúa, ông ngồi. Bắt đầu người chủ tiệm nha, ông ngồi, ông để nón lá xuống. Bắt đầu người chủ tiệm đem ra một tô hủ tiếu, quý vị biết không? Nó thơm lừng. Ông chưa ăn mà nước miếng ông đã nhiễu rồi, vì 3 năm ông thèm lắm rồi. Quý vị ơi, ông nói tạ ơn Chúa. Ông cầm cái đôi đũa, ông xóc, ông khum xuống, ông xóc. Ông xóc lên, nó thơm lừng. Wow, đã quá, hạnh phúc quá. Bỗng nhiên một bóng người, rồi 2 bóng người, rồi 3 bóng người. Mà sao đôi giày thấy quen quen, cái ống quần thấy quen quen. Ngước lên mấy ông công an đứng đầy. Ông Chúa ơi, tại sao con kêu cầu Chúa Ngài bịt mắt họ, mà Ngài không những không bịt mắt họ, mà Ngài còn mở mắt họ cho to, đến nỗi con mới có 500 mét họ bắt đầu con lại rồi. Quý vị ơi, những người đó đâu bắt ông trong lúc ông ăn đâu. Thôi ông ăn đi về nỗi sao. Ông ăn tô hủ tiếu, ông vừa ăn vừa khóc như con đứa con nít. Chúa ơi, sao Ngài đối đãi con vậy? Con là nhà truyền giáo mà, con ăn một tô hủ tiếu cũng không xong nữa. Tại sao Chúa đối đãi con vậy? Bắt đầu ăn xong người ta đem về. Bắt đầu ở đó có một cái điều, thường ở một cái trại nào đó, có một cái sự kiện nào đó, nhất là dược trại thì sẽ có một sự náo loạn ở đó. Bắt đầu cái người chỉ huy cao nhất ở đó hỏi cái người quản lý, quản ngục kêu bằng gì, quản giáo ở đó, hỏi có chuyện gì xảy ra. Kêu cái người quản giáo đó lên hỏi có chuyện gì xảy ra. Tôi nghe xôn xao có người vượt ngục, mà tội gì vượt ngục? Ông nói dạ truyền giáo. Ông nói truyền giáo rồi người đó ở tù bao nhiêu, người đó bị quản thúc bao nhiêu? Dạ 3 năm. Ông nói tào lao, người ta đi truyền giáo bất hợp pháp thì bất quá là ở vài tuần cảnh cáo nhổ cỏ, rồi làm cái cam kết thả cho người ta, mắc ngớ gì, nhốt người ta 3 năm thả ngay. Amen các bạn. Vì thấy Chúa thật là tuyệt vời không? Ông vừa đi vừa khóc, Chúa ơi con biết rồi. Bây giờ khóc còn hơn nữa, đúng không? Hồi mà bị bắt lại khóc ít, mà bây giờ khóc rất là nhiều, vì thấy quyền năng và thấy cái chương trình của Chúa, thấy ý tưởng của Chúa, loài người chúng ta không thể nào đón trước được. Amen không ạ? Mọi sự hiệp lại đều có ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự hiệp lại. Quý vị thấy ở trong Kinh Thánh chúng ta, không phải cái ông mà dược trạm này không, ở trong Kinh Thánh, lịch sử Kinh Thánh cho chúng ta biết, khi mà con dân của Chúa làm nô lệ Ai Cập chịu hết nổi rồi, đúng không? Than kêu đến nỗi lời kêu vang đó, than đó lên đến tai Đức Chúa Trời. Thế thì Ngài dùng Môi-se, để dẫn dân sự Chúa đi. Nếu chúng ta nghĩ là nếu mà Môi-se là làm theo lệnh của Chúa, đúng không? Mà kể cả quyền phép của Chúa Môi-se cũng làm được nữa. Nhưng mà không phải một lần, mà Pha-ra-ôn cản đến bao nhiêu lần ạ? 10 lần. Rồi điều gì xảy ra nữa? Rồi khi đến nỗi Pha-ra-ôn không chịu được nữa, đến là những con trai đầu lòng chết, đúng không? Thả ra, thả con dân Chúa đi, có ổn không? Có ổn không? Đi nửa chừng rồi suy nghĩ đổi ý, tự nhiên có một đoàn dân, một cái thứ dân gì mà đến đây nó làm nô lệ cho mình khỏi tốn tiền. Bây giờ nó đi tiếc quá, 1, 2, 3 rượt theo. Thế thì niềm vui chưa được bao lâu hết, giặc nó rượt theo, nó bắt lại. Đến lúc mà chúng ta thấy ở trước là biển đỏ, ở đằng sau là quân thù rượt theo, bên phải là bên trái đều núi đồi hết. Bắt đầu cụm lửa, đúng không ạ? Cụm lửa của Đức Chúa Trời xuất hiện để ngăn chặn tạm thời. Dân đó không rượt kịp, dân Pha-ra-ôn, lính của Pha-ra-ôn không rượt kịp đoàn dân của Chúa. Để làm gì ạ? Để Môi-se có đủ điều kiện, đủ thời gian để cầm gậy lên và công bố lời Đức Chúa Trời, biển đỏ rẽ ra. Quý vị hiểu không ạ? Có hiểu không ạ? Thế thì dân sự Chúa đi qua biển đỏ giống như đi trên bờ vậy. Qua biển đỏ xong mừng không? Mừng không ạ? Kinh Thánh mô tả cái người nữ gì mà gõ bằng nắp son, có gì gõ nấy, có ai nhớ không ạ? Nữ tiên tri gì? Toàn là thần học không à? Miriam đúng không? Vui mừng nhảy nhót, có cái gì chúng ta hình dung ra nha, có cái gì gõ cái nấy, có nghĩa là thấy sự vinh quang của Chúa quá rõ ràng, đúng không? Vui mừng vì cớ quân thù đã bị nhấn chìm xuống biển hết rồi. Vui mừng vì cớ cả đoàn dân như thế, từ người già, người trẻ đến em bé, không có một người nào mất mạng hết. Sự vinh quang của Chúa quá rõ ràng à. Chúng ta theo một Đức Chúa Trời toàn năng, phải nói chúng ta thấy người ta tung hô Chúa rất là tuyệt vời quý vị. Người ta ca hát, người ta múa, người ta chúc tụng Chúa muôn năm muôn đời, Chúa vinh quang vinh hiển đủ hết. Nhưng mà sau đó đi thêm 3 ngày nữa không có một miếng nước uống. bắt đầu họ lầm bầm lẩm bẩm, đúng không? Bắt đầu có những trăn trở suy nghĩ, tại sao Chúa vinh hiển, Chúa vinh quang, Chúa đầy quyền phép, tại sao lại gặp khó nữa rồi? Quý vị ơi, vừa thấy vinh quang của Chúa đó, phép lạ đó, nhưng mà nan đề ở trước mặt, lập tức người ta trở lòng Ngài. Đi một lát gặp nước, mừng quá, ào xuống, wow, tạ ơn Chúa, gặp nước rồi uống cho đã, xuống húp một miếng, nó như thế nào ạ? Đắng nghét. Chúa ơi, sao đắng nghét. Cuộc đời chúng ta hầu việc Chúa có những lúc, bây giờ con mới vừa qua thử thách, con mới qua phần thưởng, con có được một gia đình, con có được một chiếc xe, con có được người yêu, con có được miếng đất, Chúa vinh quang, Chúa muôn năm. Tiếp theo gặp khó khăn, Chúa con đâu rồi? Chúa không có vinh hiển. Quý vị ơi, hãy biết là, và khi cái người lãnh đạo đó làm gì ạ? Làm gì ạ? Thải một khúc gỗ xuống và nước đắng trở nên ngọt. Amen không hội thánh? Lại là một lần nữa đoàn dân Chúa vui mừng. Và từ khi mà qua cái nan đề, qua một cái thử thách như vậy thì con dân Chúa đến được đâu ạ? Đến được cái chỗ mà Kinh Thánh nói rằng có 12 cái suối và 70 cây trà lạ. Có nghĩa là qua những nan đề thử thách thì con dân Chúa mới đến được chỗ mát và nước suối ngọt. Amen không ạ? Amen không ạ? Chương trình của Chúa quý vị hiểu chưa? Có nghĩa là chương trình của Chúa, đường lối của Chúa, cho dù chúng ta không hiểu được, thế gian thì 100% không hiểu được, nhưng chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta phải hiểu được, vì Chúa dùng Thánh Linh để cho chúng ta biết được chương trình của Ngài. Và lời của Chúa, nếu mà có tác giả của Kinh Thánh đó là lời Đức Chúa Trời, và chính tác giả đó có ở trên đời sống mình, thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ chương trình của Chúa đã hoạch định trên đời sống của chúng ta. Và nếu mà chúng ta biết được rằng chắc chắn chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, thì cho dù chúng ta gặp nan đề như thế nào, hãy vững lòng, vì biết sau cái nan đề đó là có 12 cây trà lạ và 9 suối nước ngọt. Amen không ạ? Amen. Sau một lần thử thách thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng thật là lớn. Sau những phần thưởng thật lớn đó, chúng ta sẽ tiếp tục gặp thử thách, để rồi chúng ta trọn vẹn hơn nữa ở trước mặt Ngài. Amen không quý vị? Hiểu được bài học này chưa ạ? Có hiểu biết được cái chủ đề đường lối của Chúa chưa ạ? Nếu hiểu rồi chúng ta đứng lên tạ ơn Chúa và kết thúc bài học ngày hôm nay. Tôi tạ ơn Chúa và xin chúc phước hết thảy những người ở đây cũng như những người đang theo dõi trên mạng Facebook, và xin Chúa bày tỏ cho chúng ta biết tất cả những cơ đốc nhân sẽ hiểu được đường lối của Chúa qua Kinh Thánh và qua chính Đức Thánh Linh. Xin Chúa ban phước hết thảy mọi người. Xin tạm biệt.